Hello, xin chào các bạn. Và đã rất lâu rồi tôi mới quay trở lại một cái video ở trên YouTube. Và ở trong video ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn về một trong những cái thông tin hoàn toàn mới. Đó chính là phiên bản Midjourney V6 Alpha đã chính thức được phát hành. Và người dùng, tất cả mọi người đang nói về những cái phiên bản này. Và ở trong cái video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá xem được rằng là phiên bản Midjourney V6 này nó có gì mới, được không ạ? Đầu tiên, phiên bản Midjourney V6 được nhà sản xuất thông báo ở trên Discord. CEO của Midjourney David Hall đã chia sẻ được rằng đó là họ đã làm việc liên tục trong vòng suốt 9 tháng để có thể ra mắt phiên bản V6 này, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem được rằng là liệu ở trong này nó có gì thú vị. Đầu tiên đó là đến với phần prompt về cách viết câu lệnh. Ở trong những phiên bản trước thì để mà viết câu lệnh chúng ta sẽ cần phải có rất là nhiều bước, đúng không ạ? Thế nhưng ở trong phiên bản này thì CEO của Midjourney David Hall đã chia sẻ được rằng đó là chúng ta đôi khi phải học lại cái cách viết câu lệnh. Cách viết câu lệnh bây giờ thì Midjourney đã có thể hiểu được cái độ chính xác của câu lệnh ngay cả khi chúng ta viết hẳn một cái câu lệnh dài. Đây là thông tin rất tuyệt vời, đúng không ạ? Cái điều số 2 đó là chúng ta sẽ có thể viết được cái câu lệnh của mình đơn giản hơn và dễ dàng hơn. CEO của Midjourney đã chia sẻ được rằng đó chính là bạn hãy thực sự biết chính xác là mình đang muốn tạo ra cái gì, đúng không ạ? Đó. Và ở trong cái phiên bản Midjourney V6 này sẽ có thể hiểu được cái câu lệnh của bạn tốt hơn. Hãy cứ hình dung được rằng là giống như kiểu là trong đầu bạn muốn vẽ cái gì thì chỉ cần viết ra cái đó, đúng không ạ? Đây là một điều rất tuyệt vời. Rồi, một điều tiếp theo nữa mà tôi tin được rằng là chúng ta đều chờ đợi, đó chính là khả năng viết chữ của Midjourney, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta sẽ cùng làm vài một cái thí nghiệm nhỏ trong cái phần tới. Phần tiếp theo đó là phần nâng cấp hình ảnh, được chưa? Đã được cải tiến với hai cái cách nâng cấp mới, đó là subtle và creative, được chưa? Và cả hai cách này đều gấp đôi dung lượng của bức ảnh lên. Tiếp theo ạ, đó chính là ở trong phiên bản Midjourney V6 Alpha này thì các tính năng như là AR, tỷ lệ khung hình, Charles, tạo ra sự thay đổi của bức hình, Weird, Teals, Stylized, Styro, Vary Subtitle, Vary Strong, Remix, Blend and Describe. Tất cả những tính năng này thì đều hoạt động ở trong phiên bản Midjourney V6 lần này. Và đây là một số tính năng mà đang không support ở trong phiên bản Midjourney V6 lần này, thế nhưng mà sẽ có ở trong tháng tới. Alright. Và điều đầu tiên ở trong cái câu lệnh này, đầu tiên thì tôi sẽ thử với một cái câu lệnh đó là a close up of a intricate design, I think. Rồi, chụp cận cảnh, được chưa? Phức tạp của một cái chiếc ghế được làm từ da rắn, đúng không ạ? Với cái màu xanh và màu hồng, đúng không ạ? Light pink, màu hồng nhạt, được chưa? Đó, hiện đại và rất là đẹp, đúng không ạ? Và cái tôi sẽ miêu tả kỹ hơn về cái chiếc ghế này nó được đặt ở đâu. Đứng ở trong một cái phòng trưng bày nghệ thuật tối giản. Tiếp theo đó chính là bầu không khí thanh bình và nghệ thuật, được chưa ạ? Đó. Trong các video trước thì tôi chia sẻ với bạn được rằng là gì? Đó là để mà viết một cái câu lệnh của Midjourney thì chúng ta có thể mô tả cái cảm xúc của mình hoặc là không gian, cảm xúc với không gian đó, đúng không? Rất hiệu quả. Rồi, và ở đây thì tôi thêm một số những cái phong cách, cái kiểu chụp ảnh đó là micro lens, đúng không ạ? Đó. Ống kính macro, và ở đây là tôi để phiên bản là AR 4/5. Rồi, có một cái ở đây bạn sẽ nhìn thấy đó là gạch ngang V6.0. Thế thì cách để mà bạn có thể sử dụng được cái phiên bản này đó chính là bạn sẽ bấm một gạch chéo, chọn settings, được chưa ạ? Bấm enter. Rồi, và sau đó thì bạn sẽ nhìn thấy ở trong cái ô này chúng ta có thể lựa chọn là Midjourney Model V6 Alpha, đúng không ạ? Đó. Thì như vậy là chúng ta có thể sử dụng được phiên bản Midjourney V6 này. Rồi. Ok, và đây là kết quả mà chúng ta nhận được, mà tôi đã phóng to lên. Wow, really nice, đúng không ạ? Rất là xinh. Và các bạn hãy nhìn mức độ chi tiết của những cái đường viền, đường vân ở đây rất là tốt ạ. Vâng, rất là tốt. màu xanh và màu hồng nhạt, các bạn thấy không ạ? Đó. Khá là ấn tượng với chiếc ghế này. Và nếu như bạn đang làm trong lĩnh vực sản xuất thì tôi tin được rằng là nếu như bạn bỏ qua Midjourney thì chắc chắn đây là một cái thiếu sót rất lớn của bạn trong năm 2024 để cho công việc của bạn bùng nổ hơn nữa. Chỉ bằng một vài các cái từ khóa rất là đơn giản là bạn đã có thể tạo ra được một cái thiết kế tôi nghĩ được rằng là khá là ấn tượng như thế này. Wow, really nice. Rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem một cái bức ảnh khác ạ. Được chưa ạ? Đó. Bởi vì từ khóa tôi dùng ở đây đó là close up shot, thế nên là bạn sẽ nhìn thấy chụp cận cảnh của chiếc ghế này. Đó. Những cái câu lệnh liên quan đến camera vẫn rất là hiệu quả ở trong Midjourney. Wow, các bạn thấy không ạ? Đây là bức ảnh mà chúng ta chưa có upscale lên, và hãy tưởng tượng khi mà chúng ta phóng to bức ảnh lên thì cái độ chi tiết nó sẽ tốt như thế nào. Rồi, ok. Thì đó là một số cái câu lệnh của chúng ta. Tiếp theo ạ, tôi sẽ thử với cách viết câu lệnh tương tự. Đó chính là close up an exclusive elegant exclusive chair. Và tôi muốn tạo ra một cái chiếc ghế cận cảnh của một chiếc ghế dành cho một vị giám đốc, đúng không ạ? Và cái vật liệu ở đây tôi muốn được làm bằng da này, thiết kế độc bản, đúng không ạ? Mức độ sang trọng, chi tiết này, được chưa? Và có những cái tay vịn rất là thanh lịch. Đó. Và chiếc ghế này được đặt ở trong một cái phòng cửa kính lớn và có một góc nhìn đi ra ngoài thành phố. Không gian thì rất là quyền lực, đúng không ạ? Và ở đây thì sẽ chụp ảnh với một cái ống kính là 50mm. Ok. Và đây là kết quả mà chúng ta nhận được. Wow, really nice, đúng không ạ? Tôi tin được rằng nếu như bạn là một trong những người thiết kế, công việc của bạn đang là thiết kế để sản xuất ghế da, đúng không ạ? Thì tôi tin được rằng là bạn sẽ cần phải quan tâm đến cách ứng dụng này, bởi vì bạn có thể tạo ra hình ảnh trước gửi cho khách hàng và sau đó để cho khách hàng lựa chọn cái phiên bản mà họ muốn. Như vậy thì bạn sẽ biết chính xác được rằng là khách hàng đang muốn cái gì. Ok, great. Rất là đẹp, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng phóng to thử lên một vài cái hình ảnh ở đây. Alright, được chưa ạ? Các bạn hãy nhìn đây ạ. Very nice. Đó. Một chiếc ghế bằng da rất là sang trọng. Đó. Tiếp theo đó là một trong những cái tính năng mọi người thường hay nói đến ở trong Midjourney, đó là nó có khả năng viết chữ ở trong phiên bản V6 này. Thì câu lệnh của tôi đó chính là một cái góc nhìn toàn cảnh của một căn phòng với một cái tên của logo và được viết ở trên tường, đúng không ạ? Và ở đây tôi mô tả là sàn gỗ thì được đánh bóng này. Đó. Các cái bộ nội thất thì rất là hiện đại này. Và tôi mô tả về không gian. Đó. Ánh sáng này chiếu qua cửa sổ lớn này. Đó. Không gian rất là chuyên nghiệp này. Và chụp bằng cái len góc rộng. Ok, và đây là kết quả mà chúng ta nhận được. Rồi. Alright. Tên chữ KH hiện khá là rõ ở trong một số cái bối cảnh, đúng không ạ? Đây, sàn nhà sáng bóng. Ok, wow, really nice, đúng không ạ? Khá là ấn tượng. Rồi, chúng ta sẽ thử phóng to một vài cái bức hình lên. Tôi thử chọn bức hình này xem nào. Rồi, hãy để ý đây ạ, cái chi tiết ở đây là chữ của chúng ta hiện lên khá là rõ. Wow, rất là tuyệt vời. Chữ không chỉ được viết một cách gọi là máy móc mà ở đây nó được viết theo một kiểu rất là nghệ thuật. Và đương nhiên rồi, thì tôi biết được rằng là bạn đang giống như tôi là mong chờ sẽ có thể viết được chữ tiếng Việt. Thế nhưng mà ở trong phiên bản này rất tiếc bạn sẽ không thể làm được điều đó, mà chúng ta chắc phải đợi một thời gian khá là dài nữa. Chúng ta chỉ có thể viết được chữ tiếng Anh, đúng không ạ? Hoặc là chữ tiếng Việt không có dấu mà thôi. Hoặc là hình ảnh của một co-working space ở đây. Đó. Cái chữ này thì không thực sự ấn tượng cho lắm. Và sau đó thì tôi đã thử với một cái câu lệnh khác. Đó chính là a photo of text hello world. Một cái bức ảnh của cái dòng chữ hello world được viết ở trên tường với một cái văn phòng hiện đại. Có đèn, có bàn và có ghế, đúng không ạ? Và đây là kết quả mà tôi nhận được. Oh, wow, really nice. Các bạn thấy không ạ? Không biết vì sao cái chữ hello world này thì lại rất là rõ ràng. Ok, trong trường này viết thiếu chữ L này. Nhưng mà trường hợp bên dưới này là đủ này. Bên này cũng đủ này. Wow, và tôi rất là thích cái bức ảnh thứ hai này. Rất là ấn tượng. Tôi sẽ thử phóng to lên nhé. Đây là kết quả mà tôi nhận được khi mà tôi phóng to cái bức ảnh số 2 lên. Wow, chữ hello world rất rõ ràng và khá là ấn tượng, đúng không ạ? Khá là ấn tượng. Ok, nice. Rồi, ok. Và tôi sẽ thử một cái tính năng mới của Midjourney, đó là upscale creative, tức là phóng to lên nhưng với sự sáng tạo. Được chưa? Upscale creative thì tôi sẽ bấm vào đây, được chưa? Và Tôi sẽ chờ đợi. Ok. Ngoài ra thì đây là một cái kết quả khác. Wow, cũng rất là đẹp, được chưa? Các bạn hãy nhìn được chưa? Đó là cái chữ ở đây thì nó không chỉ là hiện chữ một cách thông thường mà nó còn hiện theo một cái phong cách rất là nghệ thuật và khá là cuốn hút, đúng không ạ? Tôi thấy là ghi ở trên tường như thế này. Ok, great. Rồi. Và đây là kết quả khi mà tôi lựa chọn cái phương án đó là upscale bức ảnh lên. Thì chúng ta sẽ cùng mở rộng phóng to lên xem cái kết quả như thế nào. Wow, các bạn có thể thấy được rằng là khi mà tôi lựa chọn upscale thì cái bức hình này nó cực kỳ là sắc nét hơn, đúng không ạ? Sắc nét hơn, chữ Hello World rất là rõ và tôi cảm giác là cực kỳ nghệ thuật các bạn ạ. Tôi rất ấn tượng bức ảnh này. Wow, really nice, rất là đẹp. Rồi, các bạn có thể thử nhé với cái cách viết câu lệnh, đó chính là a photo of a text và sau đó thêm cái từ khóa các bạn muốn viết vào, được ạ? Đó, khá là ấn tượng. Và ở đây thì tôi muốn một cái tính năng, đó là xem cái tính năng describe ở trong phiên bản này thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì tôi sẽ lấy một cái bức hình ở trên mạng của một cái căn phòng ngủ như thế này. Và sau đó tôi dùng tính năng describe, có nghĩa là rằng là bấm gạch chéo và chọn describe và sau đó up bức ảnh lên. Thì nếu như bạn chưa quen lắm với cái tính năng này thì có thể xem những cái video trước đây của tôi. Rồi, và đây khi mà tôi up lên xong thì bạn sẽ thấy có 4 cái câu lệnh ở đây và tôi sẽ cho chạy cả 4 câu lệnh này. Ok, và sau khi mà bức hình này up lên thì sẽ có 4 cái câu lệnh tương ứng này: modern bedroom with wooden floor and wooden panels, được chưa? Đây là cái thành phần quan trọng nhất của cái bức ảnh này, đó là phòng ngủ hiện đại với sàn gỗ và tấm gỗ, được chưa? Đó. Ok, và đây ạ, đây là kết quả đầu tiên với cái câu lệnh thứ nhất. Đó, chúng ta có thể xem. Wow. Mặc dù nó chưa thực sự hoàn toàn chính xác, thế nhưng mà nó cũng đã mô tả được đúng này. Sàn gỗ này, tấm bằng gỗ này. Ok. Lát nữa chúng ta sẽ cùng có một cái công thức kỳ diệu để biến nó trở thành của bạn và rất giống so với ảnh gốc, được chưa? Rồi. Đây là cái câu lệnh thứ hai. Hình như là chúng ta không có được thực sự một cái tấm hình đó, thế nhưng bức hình này cũng khá là ấn tượng. Large bedroom, bathroom and bedroom with wooden floor, được chưa? Đây. Đó, một cái phòng. Ok, các bạn nhìn thấy ạ, khá là sáng tạo, đúng không ạ? Đó, nice. Rồi. Wow. Giá mà tôi cũng có một cái phòng ngủ như thế này, nó cũng hiện đại xinh xinh như thế này. Wow, really creative, rất là sáng tạo, đúng không ạ? Đây. Rất là đẹp. Rất tuyệt vời. Rồi, ok. Và chúng ta sẽ cùng xem một vài những cái tác phẩm khác. Ở trong câu lệnh này chúng ta thấy được rằng là modern bedroom with large bed, với một cái phòng ngủ này hiện đại với một cái giường lớn, wooden floor, giường bằng gỗ này và những cái yếu tố khác, được chưa? Và sau đó thêm những yếu tố như là traditional Vietnamese, nó có thể nhận diện được cái bức hình này theo các phong cách truyền thống của Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem. Wow, really nice. Đây ạ, rất là đẹp, đúng không ạ? Các bạn nhìn đi. Chúng ta không thể phân biệt được đây thực sự là ảnh của AI tạo hay là ảnh thật nữa, đúng không ạ? Những cái thiết kế này khá là hoàn hảo trong cái việc những cái căn hộ cao cấp hoặc là chúng ta làm homestay, đúng không ạ? Các anh chị cũng có thể dùng được việc đó, rất là thú vị. Rồi, và bây giờ tôi sẽ thử một cái công thức rất tuyệt vời, đó là tôi chỉ cần thêm một cái từ khóa, tôi sẽ copy bức ảnh gốc ban đầu vào đây và sau đó tôi sẽ thêm từ khóa đó là EW2. Thế thì nếu như bạn chưa từng xem cái video tôi hướng dẫn về cách sử dụng Imageway này ở trong Midjourney thì hãy hình dung được rằng đó là đây là một cái chỉ số ảnh hưởng đến mức độ ảnh hưởng của bức ảnh bạn đưa vào lên câu lệnh như thế nào. Ví dụ như tôi để là Imageway bằng 2 thì có nghĩa được rằng là nó có một cái mức ảnh hưởng rất là lớn. Và chúng ta sẽ cùng xem ạ. Bức ảnh gốc ban đầu của chúng ta là đây. Đây là bức ảnh gốc mà tôi lấy ở trên mạng. Và đây là kết quả khi tôi thêm cái chỉ số Imageway bằng 2. Rồi, các bạn thấy không ạ? Wow, nó rất là sát. Rất là sát và rất là giống, được chưa? Hãy nhìn từ cái phong cách ở dưới sàn đi ạ, cho đến những cái thanh gỗ ở trên giường. Đó, cho đến cả ban công ở bên ngoài. Những phong cảnh rất là Việt Nam, đúng không ạ? Ok, và chúng ta sẽ cùng nhìn vào một cái ví dụ đây ạ. Wow, really nice, các bạn thấy không ạ? Đây, ảnh gốc và ảnh gốc đây. Và ảnh được tạo bởi Midjourney lại. Đó. Thì như vậy là các bạn sẽ không quá sợ trong cái việc là các bạn thấy không, kể cả là các cái thạch cao, trần thạch cao như thế này được tái hiện cũng rất là tốt, được chưa? Rất tuyệt vời. Wow, không thể tin được. Đây đó. Rất là đẹp. Và đương nhiên rồi, Thì với tính năng của Midjourney, bạn có thể bôi đen bất kể một cái vùng nào đó và sau đó bạn tô lại và viết lại câu lệnh thì bạn sẽ có thể tinh chỉnh được bức ảnh của mình. Ok. Rồi. Đấy là đối với nội thất. Vậy thì bây giờ đối với những anh chị em làm trong các cái công tác liên quan đến thiết kế các cái họa tiết, ví dụ như họa tiết quần áo, họa tiết cầu thang, thì chúng ta sẽ cùng thử xem như thế nào, được chưa? Bạn có thể nhìn qua được một số những cái họa tiết cầu thang ở đây, rất là ấn tượng. Rồi, ok. Và điều đầu tiên mà tôi làm đó chính là tôi sẽ lên trên mạng và tôi sẽ search một cái hình ảnh về một cái cầu thang thực tế, đúng không ạ? Trong trường hợp muốn có nhiều ý tưởng hơn, tôi lấy ví dụ như những kiểu cầu thang này. Đó. Sau đó thì tôi kéo bức ảnh đó bằng tính năng Describe và sau đó tải bức ảnh lên trên này. Nếu như bạn chưa quen với tính năng này thì có thể xem lại những video trước đây của tôi. Và từ bức ảnh này thì Midjourney sẽ phân tích cho tôi về 4 cái câu lệnh khác nhau và chúng ta sẽ cùng xem kết quả của từng cái. Đầu tiên đó là the stair railing at the home is made with black iron and decoration. Đây là phần quan trọng nhất. Lan can cầu thang ở nhà được làm bằng sắt đen và trang trí. Được chưa? Đó. Sau đó thì chúng ta có thể mô tả cái phong cách của cái cầu thang này, đó là theo phong cách phủ vàng lá. Được chưa? Rồi tiếp theo nữa, một cái từ khóa ở đây xem nào, chạm khắc đá hữu cơ traditional Việt Nam theo phong cách của Việt Nam, chất lượng cao, light maroon and yellow, màu hạt rẻ và màu vàng, light white ánh sáng nhẹ và ánh sáng trắng nhạt và màu đồng. Được chưa? Ok. Rồi ở bên dưới là tỷ lệ khung hình. Và đây là kết quả mà chúng ta nhận được từ cái bức hình chúng ta up lên. Thì trong trường hợp đó là nếu như anh chị em muốn có nhiều cái ý tưởng hơn về cái cầu thang của mình và nhìn trông nó sẽ xịn sò hơn thì tôi nghĩ được rằng đây là một cái phương án quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Đó. Chúng ta có thể lựa chọn từng cái và có thể nhìn được chi tiết nhiều hơn, được chưa? Ok. Đây đã, một cái bức ảnh cũng rất là ấn tượng. Đó. Đây, rất ấn tượng, đúng không ạ? Ok, nice. Rồi. Và trong trường hợp nếu như bạn muốn lấy hình ảnh những cái chi tiết về từng cái ngóc ngách của bức ảnh này thì tôi nghĩ được rằng là Midjourney cũng đang làm khá là tốt. Các bạn có thể nhìn thấy ạ. Nếu như bạn chỉ cần phóng to nó lên thì bạn có thể nhìn thấy được từng cái ngóc ngách của cái bức hình này. Và thậm chí nếu như bạn là một người thợ thì bạn nhìn vào cái là bạn đã làm được luôn rồi. Như vậy nó sẽ giúp cho bạn rất là nhiều trong công việc liên quan đến sáng tạo, đúng không ạ? Rồi, và trong trường hợp bạn muốn có nhiều cái sự sáng tạo hơn nữa từ cái bức hình gốc của mình, bạn có thể up lên trên Midjourney và bạn sẽ không có bất cứ một cái sự giới hạn nào trong việc sáng tạo. Vấn đề cụ thể ở đây đó là bạn sẽ liên quan đến năng lực thi công của bạn có làm được điều đó hay không mà thôi. Còn tôi nghĩ được rằng là Midjourney đã làm cực kỳ tốt công việc của nó. Đó chính là sẽ giúp cho bạn lên được hình ảnh, lên được màu sắc và thực tế, còn có thể gửi ngay cho khách hàng của mình xem được rằng đó chính là cái mẫu này vào nhà họ trông sẽ như thế này. Và ở trong cái video ngày hôm nay thì tôi đã chia sẻ cho bạn về một số những cái nội dung hoàn toàn mới mà cập nhật của phiên bản Midjourney V6 này. Bạn có thể viết chữ, bạn có thể gõ câu lệnh một cách đơn giản hơn bằng việc giống như kiểu bạn đang nói chuyện bình thường, và bạn sẽ có thể có được một cái bức hình có sự chi tiết hơn, đẹp hơn rất nhiều ở bên trong Midjourney. Và nếu như bạn có bất cứ câu hỏi nào thì hãy comment xuống phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.